Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một hai cặp xứ hạt màu trắng với lại màu trắng phớt hồng nhé cô chú anh chị mình. Đó, cây xứ hạt màu trắng này lô số 1 này có đây, cây này nó đang có trái cô chú anh chị mình ha. Cái cặp này cô chú anh chị nào nhận gửi nguyên chậu về mình dưỡng hai trái này để về mình lấy trái ha. Đó, xứ này là xứ hạt của Việt Nam mình nghe cô chú anh chị mình chứ không phải xứ lá nha. Hạt của Việt Nam mình trồng là nó ăn cứng chậu hết trơn rồi, về cô chú anh chị mình bắt buộc phải thay qua chậu bự giùm con nha. Tại vì mình nó ăn cứng chậu mình không thay là nó sẽ hư cũ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này bông màu trắng, bông chùm nha cô chú anh chị mình. Đó, cây như hình nha. Nó ăn cứng chậu rồi, cũ nó bự lắm rồi cô chú anh chị mình nghe, nó ăn xuống dưới đấy rồi. Đây con cho cô chú anh chị mình coi nha. Đó, cái củ nó ăn xuống như vậy rồi mình bắt buộc phải thay nha cô chú anh chị mình. Tại cái cây này nó có trái nè cô chú, con gửi nguyên chậu cho cô chú anh chị mình về nuôi. Mình nuôi cái trái nha. Đó, rồi cây số 2 này là cây bông rất đẹp luôn cô chú anh chị mình. Màu trắng phớt hồng ha. Cặp này con bán với giá là 150.000. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con này, cặp số 1 nha cô chú anh chị mình. Rồi cặp số 2 thì hai cây đều màu trắng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nằm trong chậu C9 mà cây nào như cây nấy là nó đã cứng chậu hết rồi nghe cô chú anh chị mình ha. Hai cây đều là bông màu trắng, trắng tinh nha cô chú anh chị mình. Bông màu trắng tinh, trắng tinh rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Một cặp con bán với giá là 150.000. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 812 668, cặp số 1 và cặp số 2 nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.